Anh em nha, tiếp tục lên cho anh em những bộ USB nhạc này, 350 ngàn một bộ USB nhạc này thôi, hàng chính hãng của Sandisk. USB nó vừa nhỏ gọn cắm một phát là vào gọn gàng luôn. Đây, 32 GB chứa 3.250 bài, tương đương gần 40 thư mục nhạc của rất nhiều chủ đề nhạc. Anh em audio thì quá biết về những cái USB em bán này rồi, ngon lành nhá, bảo hành chính hãng Sandisk luôn. Còn riêng nội dung thì 3.250 bài thì anh em nghe cả năm không hết. Đây em đang copy nhạc, anh em nhìn này. Này, đang copy đây. Cả một đống thư mục ở trong trong này, hàng TB. Hàng TB trong cái ổ này mà em copy ra đây chọn lọc cho anh em. Tất cả nhạc audio mà anh em chơi audio đều tuyển chọn cả anh em nhé. Đây, anh em xem toàn tuyển chọn hết rất nhiều thư mục luôn. Rất nhiều thư mục cho anh em chọn nha. Rồi. Đây, anh em nhìn con USB này, nhỏ gọn thế này thôi. Cứ 350 ngàn là có một cái này. Miễn phí ship cho anh em luôn. Anh em mà không có tài khoản thì giao hàng nhận tiền, ok. Không có vấn đề gì. Rồi, xin cảm ơn.